Anh Huỳnh Thanh Hiệp, 27 tuổi, bị đau nửa đầu từ năm 17 tuổi. Thời gian đầu cơn đau nhẹ và thưa, sau đó tăng dần. Hiện tại các cơn đau thường rất khó chịu, cảm giác đau nhói như bị bóp chặt vào đầu. Mỗi tuần cơn đau có thể xuất hiện 2 đến 3 lần, mỗi lần kéo dài trong vài giờ. Đôi khi anh chỉ cần nhìn ánh sáng mạnh hoặc nghe âm thanh xung quanh hơi lớn là cơn đau đầu có thể khởi phát ngay. Anh từng đi khám tại nhiều bệnh viện nhưng thường chỉ dùng thuốc giảm đau. Khi hết thuốc, cơn đau tái phát và tăng nặng. Ngày 19 tháng 6, anh đã đi khám tại khoa nội thần kinh, trung tâm thần kinh bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả chụp MRI cho thấy loại trừ nguy cơ tổn thương não. Các triệu chứng đặc trưng cho thấy người bệnh bị đau nửa đầu migraine. Bên cạnh dùng thuốc, người bệnh được chỉ định điều trị bằng máy kích thích từ trường xuyên sọ với liệu trình từ 3 đến 15 ngày, liên tục hoặc cách ngày. Theo bác sĩ, kỹ thuật mới này điều trị không xâm lấn, sử dụng xung điện từ để kích thích các tế bào thần kinh. Tùy trường hợp, thiết bị sẽ tác động vào từng vùng não tương ứng. Các sóng điện từ sẽ kích thích tế bào thần kinh và làm thay đổi chức năng điện thần kinh ở vùng não đó, mang lại hiệu quả. Sau gần 10 ngày điều trị, người bệnh giảm đến 90% cơn đau, ngủ ngon. Hiện người bệnh tiếp tục được điều trị liệu trình còn lại kết hợp dùng thuốc, tiền lượng cải thiện bệnh tốt. Theo bác sĩ, đau nửa đầu mặc dù chưa có phương pháp điều trị dứt điểm hoàn toàn, nhưng các kỹ thuật mới có thể giúp kiểm soát bệnh hiệu quả hơn, giảm đáng kể tần suất và mức độ triệu chứng. Kỹ thuật kích thích từ trường xuyên sọ được ứng dụng trong điều trị trầm cảm, mất ngủ, rối loạn ám ảnh cưỡng chế, rối loạn lo âu, các bệnh về rối loạn vận động, nhất là bệnh Parkinson và rối loạn tăng động giảm chú ý. Kỹ thuật này cũng hỗ trợ phục hồi chức năng sau đột quỵ hoặc chấn thương não bộ, điều trị cai nghiện thuốc lá, nicotine, rượu bia. Đây là phương pháp điều trị ngoại trú, người bệnh có thể về nhà và sinh hoạt bình thường.